xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài Lắng nghe điều bạn cần biết. Đây là video chọn tụ bài. Các bạn sẽ chọn một tụ bài phù hợp với năng lượng của mình. Và vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực nhất. Và thông điệp trong trải bài có rất nhiều, và các bạn nhớ lựa chọn thông điệp phù hợp với mình nhất nha các bạn. Sau đây mình sẽ cho các bạn chọn tụ. Các bạn hít thở hạt sâu 3 lần, sau đó mình tiếng từ 6 tới 1 các bạn chọn tụ ha. Chúng ta bắt đầu nha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Và bạn nào đã chọn được tụ bài ứng ý thì các bạn nhớ ghi phía dưới comment để cho mình biết ha. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ 1. Và các bạn cần phải lắng nghe điều gì? Và các bạn có lá bài The Magician, nhà ảo thuật. Và lá bài thứ 2, các bạn sẽ có lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài Bay of One. Và kế tiếp lá bài cuối cùng sẽ là lá bài, một lá bài trong bộ ấn chính, The Emperor. Sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Khi mà lá bài The Magician xuất hiện ở tư thế ngược thì nó sẽ tượng trưng là bạn đang ở trong một giai đoạn cảm thấy là bị ai đó thao túng vào những việc mờ ám. Lá bài còn báo hiệu rằng công việc của bạn cũng không được thuận lợi như mong đợi. Dường như bạn đang cảm thấy phân vân, không dám thực hiện hoặc thay đổi nào đó, hoặc thiếu sự chuẩn bị kỹ càng cho công việc của mình đảm nhận. Nếu như bạn biết kiểm tra mọi thứ khi bắt tay vào công việc, đồng thời tự xem xét liệu là bạn đã phát huy hết khả năng của mình hay chưa, hoặc tự nghi ngờ bản thân của mình. Khi mà lá bài này xuất hiện, nó mong muốn bạn phải trở thành một người sẵn sàng đón nhận những thay đổi. Bạn phải tìm kiếm những cái gì mối quan hệ mới bằng cách ra ngoài gặp gỡ và kết giao thật nhiều bạn bè. Đây là một lúc bạn phải để cho cơ hội tốt giúp cho sự nghiệp bạn phát triển. Bạn cần nhận thức được là mình đã làm và xác định rõ cái mục tiêu mình muốn hướng đến hay chưa. Quan trọng mình phải có mục tiêu. Khi trên đường đến mục tiêu như vậy á, bạn sẽ được cái năng lượng của vũ trụ giúp cho bạn thực hiện được tất cả những gì bạn mong muốn. Nếu như bạn thực hiện đó và tiến tới sự thành công với sự mong muốn, quyết tâm và sự tập trung cao độ, không lưỡng lự, không lo sợ, bạn phải hiểu rõ là mình đang làm gì và hành động ngay lập tức như bạn muốn, bạn sẽ đạt được những gì bạn ước mơ trên cuộc đời này. Thông điệp của lá bài này được đánh số 1, nó tượng trưng cho sự khởi đầu, sự kết nối giữa bạn và vũ trụ. Do đó, bạn sẽ có một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào bên trong cơ thể của bạn. Hãy sử dụng tối đa sức mạnh của bản thân mình để đạt được hiệu quả cao nhất và bắt đầu một giai đoạn mới nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống của bạn. Chỉ cần là bạn đủ quyết tâm và sự kiên nhẫn thì sẽ hoàn thành tất cả mục tiêu còn dang dở về công việc, tình yêu hay là sự nghiệp của bạn. Ở mức xuất bản, bạn sẽ có cơ hội để gặp gỡ một người thầy hoặc người hướng dẫn cho mình. Đây là một lá bài tín hiệu tích cực, làm cái khoảng thời gian thuận lợi cho bạn để bạn đạt được mọi ước mơ trên cuộc đời này. Và ngay cái thời điểm này, bạn muốn thể hiện cái bản sắc cá nhân cũng như bản ngã của bạn. Bạn muốn sử dụng cái năng lượng, năng khiếu và kỹ năng để tiến vào thế giới xung quanh với một nguồn lực thật mạnh mẽ đang cháy bỏng ở trong bạn. Và lá bài thứ 2 sẽ đại diện cho những cái thứ mà sẽ ngăn cản cho bạn là gì. Thì lá bài Bay of One này, nó có một cái ngọn lửa sáng tạo đầy năng lượng ở trong bạn. Tuy nhiên cái nguồn năng lượng này nó còn biểu hiện dưới dạng thô, bởi do nó ảnh hưởng rất nhiều bởi nguyên tố đất. Do đó các bạn vẫn còn là một người trẻ với những cái đam mê hứng thú khi mới bước vào cuộc sống mà thôi. Tất cả những ngây thơ nhiệt thành của bạn á chỉ là mơ tưởng và ý tưởng là rất là thú vị. Bởi vì bạn có cái yếu tố làm bạn mới bắt đầu thôi, cho nên bạn còn vẫn mất phương hướng rất là nhiều. Cho đó các bạn rất khó để các bạn tiến sâu hay đào sâu hơn về kỹ năng trong công việc cũng như trong tình yêu. Với một người ít kinh nghiệm như vậy á, thì sẽ không đủ khả năng làm được tất cả mọi việc. Cho đó bạn sẽ cảm thấy là rất là bối rối trước những khó khăn và thử thách, kể cả công việc, tiền bạc hay sự nghiệp của bạn luôn. Do là mình chưa kiến thức các bạn, do mình còn mới quá và bị mất phương hướng rất là nhiều.
Bởi vì đây là cái lá bài, nó tượng trưng cho những cái cản trở của bạn để bạn tiến tới thành công trong cuộc sống cũng như tình yêu. Thì đây là báo ra một cái sự rắc rối bạn thường gây ra vì do cái tính trẻ con thiếu kinh nghiệm mà tháo thắng của mình. Tuy nhiên á, bạn rất đơn giản mà trung thực và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ hơn. Bạn tham thích trải nghiệm những cái thứ mới mẻ lắm. Nhưng đôi khi chính sự trẻ con và thiếu định hướng và kinh nghiệm sẽ khiến bạn gặp rắc rối trong công việc với những cái mối quan hệ xung quanh của bạn. Bản thân của bạn á, rất là yêu thích mang tới niềm vui, nhiệt huyết cũng như giúp đỡ những người xung quanh. Nhưng mà nhiều khi nó quá sức của bạn, bạn không có làm được. Đôi khi bạn lại dính vào những cái rắc rối của những người xung quanh luôn mà bạn không biết tại sao. Do mình sống bao đồng quá các bạn, mình chưa giỏi, mình mặc ra gió, thường nó bị vậy lắm. Và nếu như các bạn làm mọi việc mà bạn quên đi lên kế hoạch, mà nóng vội quá sẽ gây ra nhiều tổn thất. Nếu như bạn suy nghĩ và xem xét trước hành động để không mắc sai lầm do thiếu kinh nghiệm bất cẩn á, cũng như sự nóng nảy là điểm yếu của bạn á, thì bạn sẽ phát huy được khả năng của bạn luôn. Tránh những cái việc mâu thuẫn tranh cãi thể hiện cái tôi thái quá trong tất cả mọi việc luôn. Tới lúc bạn cần phải có một người thầy hướng dẫn để cho bạn kiềm chế là cái tôi của bạn, học tính kiên nhẫn, hoạch định để bạn tránh những rắc rối về sau. Do đó bạn phải có một cái trải nghiệm yêu đương với nhiều người hơn chút xíu. Bạn phải dấn thân vào nhiều cuộc tình thì bạn mới hiểu được. Bởi vì bạn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm tình trường, khá bốc đồng, bạn sẽ nhanh chóng bước vào tình yêu và có những trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng mà sau đó cũng chính cái đam mê đó nhưng thiếu định hướng sẽ khiến cho bạn là mất phương hướng và rút ngắn giai đoạn. Do đó cái mối quan hệ của bạn thường là tính thấu hiểu và dài lâu. Tình yêu cam kết mối quan hệ lâu dài có lẽ lúc này không phù hợp với bạn, bởi vì bạn chưa có biết yêu đâu. Do đó khi bạn có tình yêu, bạn còn ham vui, bạn không ý thức được trách nhiệm và đảm bảo cho đối phương của bạn cái sự cam kết chắc chắn, thì đâu là cái nền tảng cho một gia đình hạnh phúc. Bạn thiếu những cái điều là trải nghiệm tình yêu, thiếu thấu hiểu và còn nóng tính, cái tôi bạn quá cao. Và theo như thông điệp của lá bài á, cũng muốn nói rằng các bạn đã và đang trải qua một quá trình học tập gian khổ, và cũng chỉ ra rằng những cái thành tựu mà thành công, những cái bạn học á, thì nó từ từ cũng là nó cũng sáng tỏ ra rồi, nó cũng sắp thành công rồi. Nhưng bạn biết tiết chế lại những cái việc bạn còn hạn chế cho bạn á, thì bạn sẽ tiến xa hơn. Nó sẽ đóng vai trò mang đến cho bạn một cơ hội nếu bạn thể hiện lòng đam mê của bạn, tiến về phía trước với sự quả cảm và sức sáng tạo nhiều nhất có thể nha các bạn. Và cả hai lá bài nó đều nói là hình như là mọi thứ dường như đang chờ bạn, những cơ hội. Nếu như bạn đủ nhiệt tình, đủ đam mê, bạn biết nắm bắt cơ hội thì bạn sẽ bắt đầu một cái hành trình mới. Bạn sẽ làm một đứa trẻ tiến thành người trưởng thành. Bạn sẽ có một trái tim nồng ấm. Bạn sẽ độc lập và truyền năng lượng rất là nhiều. Bởi vì lúc này bạn có một sức liều lĩnh đi. Một lần xem sao, bạn thử những cái mới đi. Đây là lúc bạn sẽ cháy bỏng hết mình. Hai cái lá bài cho bạn sự nhiệt huyết rất là nhiều. Nếu như bạn tiết chế lại những cái khuyết điểm của mình thì từ đó bạn sẽ đạt được những cái gì bạn mong muốn trong cuộc sống này. Kế tiếp nó đại diện cho cách mà các bạn vượt qua những cái trở ngại, bạn sẽ đạt được điều bạn mong muốn. Thì ở giai đoạn này các bạn đang muốn về sự nghiệp, công việc rất nhiều. Tình yêu các bạn cũng còn rất mới, nói chung là mới chớm nở, bạn chưa có trải nghiệm nhiều trong tình yêu. Thì lá bài The Emperor này sẽ báo hiệu là bạn cần phải làm gì. Và thông điệp của The Emperor này là một vị hoàng đế, đó là bạn phải biết sẵn sàng hành động và nhận trách nhiệm về bản thân của mình. Lá bài nó gắn liền với số 4, liên hệ với sự biểu lộ của ổn định trong thế giới vật chất. Thế giới vật chất là thế giới 3D, gồm có tình yêu, sự nghiệp, tiền tài và sức khỏe. Bạn phải có tính chất ổn định trong tất cả mọi việc thì bạn mới tiến tới được những cái điều bạn ước muốn trong cuộc đời này. Và chỉ khi nào các bạn sống trong một cái khoảng thời gian ổn định và trật tự nhất thì bạn sẽ thấu hiểu về cái mặt vật chất lẫn tinh thần. Đây là một cái việc bạn phải chịu trách nhiệm và có sự hiểu biết cao nhất về tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn phải biết tổ chức và hoạch định lại tương lai của mình. Tuy nhiên rất khó nhận ra được nếu như bạn không có một cái gì đó yêu thương và lòng trắc ẩn, bởi vì bạn đang có một cái trở ngại là hình như bạn đang sống rất lạnh lùng và xa cách. Do đó khi bạn rất là nóng nảy
mà bạn nhiều khi bạn thao túng tâm lý người khác luôn. Nếu như những cái việc bạn đang làm bị trở ngại, nếu như bạn dẹp bỏ được tính ương ngạnh và cái tính nhìn chung chung của bạn á, bạn sẽ không ngần ngại loại bỏ những chướng ngại vật trên con đường để tiến tới mục tiêu á, thì bạn sẽ trở nên một cái người là ổn định và phát triển, bởi vì bạn không có chà đạp người khác để bạn bước lên. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn, cái tôi bạn cao quá. Nếu khi bạn kiềm chế được cái tôi, bạn sẽ rất là tốt. Và chỉ khi nào bạn tính toán kỹ càng, có những ý tưởng phải được thực hiện vững vàng, chắc chắn, định hình ra được kết quả thì bạn hãy làm. Lúc nào bạn cũng phải đặt mục tiêu mình trước và bạn mới tiến tới cái việc đó, đừng có làm theo cảm tính nữa. Bạn cần phải giữ cho mình một thái độ ôn hòa nhất có thể, mặc dù bạn biết đó là đúng, nhưng mà cái tôi của bạn phải kiềm chế xuống một chút xíu thì mới được. Và lá bài cũng mong muốn là bạn cần phải học cách lắng nghe những ý kiến bổ ích của xung quanh để đảm bảo cho kết quả của bạn phát triển toàn diện nhất. Đừng có cố gắng là tự mãn về thành quả của bản thân của mình, bởi vì bạn mang một năng lượng của người trẻ chưa có trải nghiệm nhiều lắm. Do đó bạn cần phải là vững tâm, nỗ lực tiến tới mục tiêu của mình nhiều hơn. Trong tình cảm cũng vậy, nếu bạn kiềm chế được cái tôi, sự kiêu ngạo của mình, thì bạn sẽ xóa đi cái điểm yếu của bạn trong tình yêu. Cách mà bạn quan tâm tới người ta cũng độc đáo quá, do đó bạn cũng không biết làm thế nào để cho đối phương mình biết tình cảm của bạn. Bởi vì bạn mang một tính ổn định và cẩn trọng, do đó nếu trong một mối quan hệ quan trọng á, thì bạn cần phải quan tâm nhiều hơn, tránh vì cao ngạo để bạn á, bỏ đi cái tôi của mình đi bạn, để bạn tiến tới người ta. Đừng có vì cái tôi mình quá, mình giấu cái tình cảm của mình không có cuồng nhiệt yêu đương, thì người ta không có biết là bạn có yêu người ta hay không. Do đó nếu bạn học được cách kiềm chế cái tôi, biết phát y, biết nói lời yêu thương, thì nhất định bạn sẽ có mối quan hệ tốt của bạn xảy ra sau này. Và cái tiếp thông điệp của Osho muốn gửi cho các bạn là gì? Đó chính là nếu như các bạn cảm thấy bạn như vậy là đủ rồi, thì bạn phải cho phép bản thân của mình mạo hiểm, đập vỡ ra những khuôn mẫu và giới hạn xưa cũ của mình, thứ mà ngăn cản cái dòng chảy năng lượng của bạn. Khi đó bạn sẽ thấy là cái sức sống và khả năng của sự đột phá này sẽ đem đến cho bạn một kết quả rất là tốt. Và bên trong của nội tâm của bạn đang bị rất là hỗn loạn. Cái hỗn loạn này nó có từ rất lâu rồi, có thể nó từ trong cái tiền kiếp trước của bạn. Nó là cái thứ mà khiến cho bạn bước vào cái thế giới này cảm thấy mình nhỏ bé quá, mà tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn rất là nhiều. Do đó bạn sẽ khiến bạn không có hòa nhập và bạn không có biết mình trở là một cái cá nhân độc lập và tự tin nhất. Nếu như lúc này bạn biết ngồi suy ngẫm, hoặc là biết thiền định, hoặc là biết quay về cái nội tâm của mình, thì đây chính là thứ mà sẽ giúp bạn vượt qua những hỗn loạn và vượt qua cái đêm tối của linh hồn, giúp bạn cân bằng và thiết lập trật tự. Bình minh nó không còn xa nữa đâu các bạn. Nhưng trước khi để bạn tiến tới cái bình minh đó, bạn phải vượt qua đêm tối của chính bản thân mình. Và khi đó bình minh sẽ dần ló dạng và đêm tối nó sẽ trở nên nó mất đi, không còn ở trong bạn nữa. Thông điệp nó hơi cao si chút xíu nhưng mình cũng nói cho các bạn. Bởi vì khi nào các bạn biết tiến vào bên trong của mình, đơn giản là các bạn biết chắp tay ngồi thiền trong 5-10 phút thôi, thì khi ấy bạn sẽ chuyển hóa được bạn và bạn trở về cái tánh Phật vốn có của bản thân mình. Là lúc bạn cảm thấy ngạc nhiên về cái khả năng cũng như cái những cái gì mà tiến hóa của bạn sẽ phát triển rất là vượt bậc. Bởi cái thời điểm này bạn được năng lượng của vũ trụ cho bạn làm tất cả mọi việc trong cuộc sống. Và trải bài của các bạn tụ một có vậy thôi ha. Mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Sau đây mình sẽ kết nối năng lượng với tụ 2. Xin kết nối năng lượng với các bạn đã chọn tụ 2. Và đây là trải bài bạn lắng nghe những điều gì trong ngay lúc này. Và trong trải bài các bạn sẽ có những lá bài sau đây. Và đầu tiên các bạn có lá bài Six of Cups 6 ly. Lá bài thứ hai các bạn sẽ có lá bài Three of Swords 3 kiếm. Và lá bài cuối cùng các bạn sẽ có lá bài Eight of Pentacles 8 tiền. Và sau đây mình xin trải bài cho các bạn. Và lá bài đầu tiên nó sẽ trở thành cái lá bài là cái mong muốn của bạn là gì. Khi mà lá bài 6 ly này ngược xuất hiện á, là lúc các bạn phải bỏ qua cái quá khứ, tập trung vào tương lai của mình.
Bạn muốn mình trưởng thành hơn, bạn muốn mình rời ra khỏi nhà, muốn độc lập. Bạn không có muốn nhìn về quá khứ buồn chán nữa, bởi vì bạn mắc kẹt trong quá khứ. Bạn không có muốn giải quyết những cái vấn đề thời thơ ấu, bởi vì hình như cái thời thơ ấu của bạn nó trải qua không được tốt, đẹp lắm cho lắm. Do đó các bạn rất là buồn về khoảng thời gian khi xưa. Lá bài cũng biểu thị cho việc là bạn mong muốn là buông bỏ quá khứ và sẵn sàng tiến tới tương lai. Nó muốn bạn phải có dấu hiệu của lớn lên, của trưởng thành. Một cái việc gì đó ở thời quá khứ, bởi do những cái trải nghiệm của bạn không được đẹp, do đó bạn cảm thấy là mình cần phải khắc phục những cái nỗi đau đó để bạn có thể tiến tới trong quá trình của bạn, cuộc sống này. Và bạn có thể đang trải qua một quá trình về cái trị liệu tâm lý để cho khiến cho bạn ổn hơn, để bạn vượt qua những vấn đề bạn gặp phải trong quá khứ và sẵn sàng để tiến vào một cái khởi đầu mới. Do đó, lá bài cũng biểu thị là bạn bị mắc kẹt trong quá khứ và nhìn nhận những cái sự kiện đã qua nó rất là buồn tẻ và rất là buồn và tiêu cực luôn á. Ở một số bạn, nhiều bạn đang cảm thấy mình quá chán nản trong cái vai trò hiện tại của mình, công việc hay tình cảm. Bạn cảm thấy nó kìm hãm đi cái sức sống của bạn và sự sáng tạo. Bạn muốn rời bỏ đi bởi những cái thứ để an toàn của bạn hồi xưa, giờ nó đang vậy rồi. Bạn muốn cái gì đó nó bùng cháy hơn rất là nhiều. Khi mà có một việc gì đó, bạn cảm thấy là mình bị thiệt thòi, bị chèn ép bởi người ta đánh giá bạn còn nhỏ tuổi, chưa có đủ kinh nghiệm. Bạn bị kiệt quệ về mặt cảm xúc luôn á. Do đó bạn phải chú ý đến sức khỏe của mình, tinh thần rất quan trọng. Bạn đang khao khát muốn độc lập về tài chính, bạn muốn trưởng thành, bạn muốn có một mối quan hệ thực sự tốt. Nếu như có ai đó mà đang ở chung với cha mẹ của bạn á, thì dấu hiệu là bạn đang muốn dọn ra ngoài sống, sống độc lập một mình rất là cao nha. Và ngay lúc này thì ở một số bạn có cảm xúc là bạn đang nhớ lại những cái thời quá khứ, những cái thành tựu khi xưa bạn đạt được. Bạn cần phải trọng chú ý hơn cho cái công việc hiện tại của mình, đảm bảo rằng bạn phải nhận được sức giúp đỡ từ những người khác, những người có kinh nghiệm cao hơn bạn. Nhiều cái dấu hiệu cho thấy là trong cái mối quan hệ, trong tình cảm luôn, trong gia đình hoặc là công việc luôn, bạn chưa có học được cách độc lập, bạn không có rèn luyện được bản lĩnh của mình. Do đó là bạn phải cố gắng mình hơn các bạn, bởi vì cho thấy là bạn đang bị khủng hoảng tinh thần nè. Bởi vì bạn không có quên được chuyện cũ, bạn sống mãi với hồi ức và bám chặt vào quá khứ đó, nó sẽ khiến cho bạn mất đi cơ hội gặp gỡ những người mới. Về tình yêu cũng vậy luôn, bạn đang bị lãng phí cái thời gian một cách rất vô ích. Nhiều khả năng á, bạn sẽ có những cái gì nó quá khứ nó trở lại với các bạn, nhưng mà cuối cùng nó cũng sẽ không đem được gì cho bạn hết, bởi vì á, tất cả chỉ là kỷ niệm đẹp thôi các bạn. Và nếu như các bạn không có biểu hiện mình ngây thơ và không chịu trưởng thành thì khó để các bạn có một cái tình yêu đẹp lắm. Do đó các bạn hãy cố gắng đi, cố gắng mình để cho mình trưởng thành hơn. Hãy tìm kiếm những cái mối quan hệ mới sẽ tốt hơn cho bạn rất là nhiều. Đừng sống mãi trong những cái quá khứ nữa nha các bạn. Mọi thứ đã qua rồi. Và lá bài kế tiếp chính là lá bài ba kiếm. Nó đại diện cho những cái thứ đang cản trở bạn để tiến tới những cái mục tiêu bạn mong muốn. Thì lá bài ba kiếm nó đại diện cho nỗi buồn. Thì các bạn trải qua cái mất mát về mặt cảm xúc và tinh thần của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vấn đề liên quan đến tình yêu nha các bạn. Nó đại diện cho nỗi đau. Lá bài cũng cảnh báo là các bạn đang ở trong giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Những nỗi đau mất mát sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới hành động của bạn. Bởi vì có thể là một số bạn gặp sự phản bội trong làm ăn và sự phản bội trong tình yêu luôn. Cái chuyện sức mẻ về chuyện tình cảm nó khiến cho bạn rơi xuống đáy tuyệt vọng. Tuy nhiên á, bạn phải nhớ rằng lá bài này đại diện cho việc bạn rời bỏ một thứ không còn mang lại hạnh phúc cho bạn. Đây chưa phải là mất mát, mà đây chính là cơ hội để bạn bắt đầu. Bởi vì bạn đã sống quá lâu trong sự dối trá, bạn sẽ thấy là cái sự thật nó quan trọng hơn rất là nhiều. Thà rằng mình chấp nhận sự thật cay đắng còn hơn là mình làm con rối trong cho mắt kẻ khác về trong công việc và tình yêu luôn nha các bạn.
nó cảnh báo một cái sự đổ vỡ rất là nhiều về cái tình cảm của bạn đối với người khác. Đây là cái giai đoạn bạn sẽ vượt qua cái sự cãi vã và căng thẳng, bởi vì bạn không có tìm thấy sự thấu hiểu và đồng cảm ở người bạn của bạn và người yêu của bạn luôn. Cái thất vọng của bạn nó đẩy lên được đỉnh điểm, thậm chí là cái sự phản bội và người đó tiến với người thứ ba đã phải xuất hiện. Lời khuyên các bạn phải nên hạn chế cãi vã cũng như cái tôi của mình đến mức tối thiểu nhất. Hai bạn cần phải nói chuyện thẳng thắn với vấn đề để tìm cách giải quyết. Mình chia tay trong êm đẹp chứ không phải chia tay trong thù hằn mà ghen ghét lẫn nhau nó đều không tốt. Bạn có thấy là những cái tiến độ về công việc của bạn cũng vậy, giảm sút rất nghiêm trọng bởi vì bị ảnh hưởng bởi yếu tố tinh thần bạn rất là cao. Nếu như bạn vượt qua cái việc ủ rũ, ảm đạm và thiếu sức sống này, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Quan trọng là bạn phải nhanh chóng lấy lại ý chí và quyết tâm bước tiến tới, loại bỏ lại những cái gì đã cũ, những cái gì mà dối trá, những cái gì làm bạn đau khổ. Biết cái thứ mà làm cho bạn xảy ra tình huống đau đớn như vậy là bạn biết chuyện gì không? Do là bạn bị mất cảnh giác, bạn để những cái xấu người ta lợi dụng bạn rất là dễ dàng. Bạn có nhận những kết quả thất vọng này do là bạn không có hiểu được đối phương, bạn để cho người ta thao túng tâm lý của bạn rất là cao. Và nếu như bạn cảm thấy là mình những cái xung đột phản bội này, những cái nước mắt cảm xúc đau khổ này nó không có để nó xuất hiện trong tương lai của bạn nữa, bạn hãy để cho nó phá vỡ đi. Những cái đau cũ đó sẽ chôn vùi lại. Nó là một cái lời cảnh báo cho bạn. Bạn muốn thay đổi số phận một mình bằng cách là bạn phải để ý những cái chuyện xung quanh của bạn. Đừng có nghe thơ nữa các bạn. Đừng có sống là mình con nít nữa, không được. Lá bài đầu tiên là bạn con nít quá, bởi vì bạn không để ý mọi chuyện xung quanh. Người ta lừa gạt các bạn, người ta làm những cái việc bạn không biết và mất cảnh giác. Đến lúc mà bạn không có biết gì hơn ngoài cái chuyện bạn chấp nhận cái sự thật đau buồn. Do đó bạn đừng bao giờ mang trong lòng mình có nỗi đau nữa. Hãy thay đổi quan điểm về những cái quá khứ đó. Những quán giận đó nó sẽ giúp cho các bạn xóa tan đi. Bạn phải tiến tới những cái mối quan hệ mới, công việc mới, những cái môi trường mới. Ở lúc này bạn phải học phát triển hơn, phải trưởng thành hơn. Bạn phải là cái người xây dựng cuộc đời mình, chứ không phải để cho người ta dắt mũi mình đi. Tất cả những hành vi, hành động của bạn, bạn phải tự mình sáng soi và học hỏi cao nhất để bạn tiến tới phía trước. Thông điệp của lá bài cũng mong nói bạn hiểu rằng là ngay cả khi mà cái sự đau đớn và thất vọng nó sẽ đến đó, nhưng mà nó sẽ được chữa lành, một tương lai mới sẽ tươi sáng hơn. Bạn sẽ giải quyết được tất cả những đau khổ nỗi buồn của mình mà bản thân mình gặp phải. Không có gì mà kéo dài mãi mãi nữa các bạn. Suy nghĩ đi, những cái xấu xảy ra nó sẽ khiến cho những cái việc tốt hơn của bạn sẽ tiến tới. Bạn mang niềm hy vọng đi, hãy cho phép bản thân mình cảm nhận và trải nghiệm bất kỳ kết quả đã đến với bạn. Dù có đau đớn, bạn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Cái nỗi thất vọng này chưa thực sự là kết thúc đâu, và nó chưa phải là cái kết thúc cuộc đời của bạn đâu. Bạn sẽ tiến tới một cái diễn biến nếu các bạn vượt qua hết sự hiểu lầm, nỗi buồn và đau khổ. Một kết thúc của bạn sẽ tiến cho bạn gặp một cái người khác tốt đẹp hơn rất là nhiều. Cuối cùng sẽ là lá bài. Bạn phải cần hành động gì để có thể thay đổi được cái kết cục của bạn đang bị đau khổ vậy? Thì lá bài 8 tiền này đảo ngược, thì nó chỉ ra rằng bạn cần phải vượt qua sự lười biếng và bất cẩn và thiếu nỗ lực và kém tập trung bởi vì những cái quá khứ đau buồn. Bạn bị sống trong quá khứ quá là nhiều, bạn không chịu trưởng thành. Nếu như bạn biết tập trung vào một lĩnh vực bạn đam mê tới mức bỏ tất cả những cái gì khác trong cuộc sống, thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những kết quả rất là tốt. Nhưng mà đôi khi bạn phải biết cân bằng cái đời sống của mình. Ngoài tình cảm, gia đình, bạn có bạn bè, người thân, cuộc sống của bạn, những cái mối quan hệ xung quanh, chứ bạn không có chăm chăm vào những cái đau khổ cũ của bạn nữa. Bởi vì bạn mà không có tập trung vào những gì bạn muốn thì bạn sẽ không bao giờ đạt được những thứ mình muốn hết. Mình phải tập trung 100%, kể cả tình yêu, công việc, cái mối quan hệ luôn. Nếu như các bạn cảm thấy để cho những cái thất bại, những cái đau buồn, cái mối quan hệ xưa nó níu bạn lại á, thì đây là lúc bạn phải thực hiện những cái tham vọng và bạn tự tin nhất có thể để khiến cho bạn lấy lại những gì đã mất. Đừng có để những cái việc lặp đi lặp lại
nó khiến cho bạn trở thành một người nhu nhược, đi vào ngõ cụt. Bạn sống là mình sống tiến tới một cái gì đó nó phải thành công nè, phải đạt được những gì bạn muốn. Đừng có để cho những cái kỹ năng, những cái trải nghiệm tình yêu không được tốt khi xưa nó dẫn các bạn đến một cái ngõ cụt cuộc đời. Bạn cần phải học hỏi, tập trung vào tất cả những gì bạn cần có trong tay mình, nỗ lực hết mình luôn để bạn tiến vào một cái thái cực hoàn toàn khác với người bạn hiện tại. Bạn hãy cố gắng làm như vậy. Phải nhớ giữ thăng bằng, đừng có để cái tinh thần mày bị xuống luôn các bạn. Bởi vì nó khiến cho các bạn là cảm thấy mình bị dễ bị tiêu cực, bạn bị ảnh hưởng xấu bởi những cái mối quan hệ của bạn quá nhiều. Bạn cảm thấy những cái mối quan hệ nó khiến cho bạn chán nản và bạn thấy là ủa tại sao ai cũng bỏ bạn đi vậy? Bởi vì bạn không cố gắng để cho người ta thấy bạn là một người trưởng thành, bạn không biết cách để giải quyết vấn đề của bạn đang gặp phải. Bạn thiếu tự tin, bạn không có nỗ lực, bạn buồn chán và bơ phờ. Dấu hiệu cho bạn là bạn đang tập trung quá nhiều vào khía cạnh quá khứ mà bạn bỏ quên bản thân của mình và phát triển nó một cách tốt nhất. Và nếu như bạn học được những cái cách là mình phải tham vọng hơn, mình phải dấn thân nhiều hơn, để mình không có để cái thời gian của mình nó bỏ ra vô ích, cái sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp, dẫn đến kết quả rất là tốt. Nếu như bạn phải làm một cái gì đó, bạn phải có phương pháp nè, bạn phải kế hoạch nè, đừng có để cho những cái nhàm chán, những cái lối mòn nó ảnh hưởng đến bạn mới được. Đây là cái thời điểm những kỹ năng của bạn đang học ở hiện tại phải học cái gì các bạn, thì nó sẽ giúp cho bạn có kinh nghiệm và bạn không có trì trệ trong cuộc sống của bạn nữa. Đây là lúc bạn phải phát triển hơn, đưa cái tôi mình cao hơn, tham vọng hơn. Bởi vì cần cái sự tham vọng, bạn bị cái là bị bị cứ dậy hoài á. Theo trải bài thấy được là bạn bị cái mối quan hệ các bạn dày dò, các bạn khiến cho bạn trở thành người như vậy. Khi mà bạn biết đặt lại cái tô của mình cao hơn mà bạn cống hiến và cam kết những cái mối quan hệ bạn tiến tới sau này, bạn phải nỗ lực 100% tập trung yêu được các bạn, bạn sẽ được đền đáp. Mình có đừng có yêu hờ hững nữa, mình đừng có trẻ con nữa, mình đừng có nghĩ ai cũng tốt. Trên đời này á, bạn phải hiểu là mình phải chú ý xung quanh chút xíu. Bạn phải đảm bảo được rằng bạn phải lo được cái tài chính cho bạn hoặc bạn đời của bạn luôn. Đảm bảo tất cả cái công việc này sau này bạn sẽ đảm bảo gia đình, cuộc sống mình là một gia đình ổn định. Chứ bạn sống mà cứ lơ mơ vậy ai dám yêu mình, nó khó lắm. Bạn khiến cho người ta thấy mình là một con người giá trị thì người ta mới muốn tiến tới với mình được. Đừng có sống ủ rũ, thể hiện mình là một người chăm chỉ, chú ý đến sức khỏe của mình nè, chú ý đến cái tinh thần của mình, chú ý tới cái ngoại hình nè, chú ý tới lời ăn tiếng nói, biết lắng nghe, bỏ đi cái tôi, sống tự tin hơn, thì tất nhiên bạn sẽ đạt được một cấp độ mới về mặt khả năng làm chủ được cái cuộc sống của mình. Khi bạn thân tâm của bạn nó phải ổn định và phát triển thì bạn mới đạt được nha các bạn. Và thông điệp Osho muốn gửi cho các bạn là gì? Thì trong cái trường hợp này là nói là bạn không có cởi mở với người khác, bạn cần phải thân thiết và chia sẻ những cảm xúc của bạn cảm thấy được trong cuộc sống của mình. Bạn phải để cho người khác biết được bạn nghĩ gì và muốn gì. Hãy chia sẻ những cái gì mình biết cho người khác và các bạn về tất cả mọi thứ luôn. Bởi vì bạn cảm thấy là những cái nguồn lực về kiến thức và cảm xúc cá nhân bị đè nén quá là nhiều rồi. Đây là lúc bạn nhìn lại và biết là mình sẽ có những cái gì chia sẻ cho người khác. Bởi vì trong tình cảm mình cần phải có sự trao đổi qua lại. Bởi vì bạn phải học lắng nghe người khác và người khác cũng muốn lắng nghe câu chuyện của bạn. Thì khi đó bạn mới phát triển và khiến cho tất cả mọi người muốn ở gần bạn. Đó là tất cả những gì mà trải bài dành cho tụ số 2. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.